Trước tiên thì chúng ta có thấy ngọt ngào khi chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa mà. Amen. Chúng ta thấy vui khi chúng ta được ở trong nhà Cha mà. Amen. Thật là phước hạnh, và dân cũng làm chứng lại một chút là Chúa đã chữa lành dân trong những ngày hôm qua đến hôm nay. Vì tại sao mà ông bà anh chị em thấy sáng hôm nay tôi cầu nguyện nó hơi bị ngắt khoảng, tại vì ngày hôm qua là tôi bị nằm nguyên một ngày luôn, ngồi lên đó là chóng mặt rồi không choáng váng, nhức đầu, không có ngồi lên được. Và sáng sớm ra thì tối thì tôi cầu nguyện Chúa là Chúa ơi, sáng ngày cho con đọc Kinh Thánh và con sẽ cầu nguyện Chúa và sẽ có những bài hát mà chúng con sẽ tôn vinh chúc tụng Chúa trong ngày hôm nay á. Thì khi tôi ngồi dậy á thì đầu tôi chóng mặt, không có quay vòng vòng vậy á, và ngồi hoài. Cái ông xã tôi nói là thôi em nằm nghỉ đi cho khỏe chứ đừng có suy nghĩ nữa. Thế là tôi lại nằm xuống và nằm nguyên một ngày luôn. Không có post bài lên cho mấy bạn là hôm nay mình sẽ hát bài gì. Và tối hồi hôm qua là 10 giờ mấy, 11 giờ thì Chúa cho tôi khỏe khỏe là tôi ngồi tôi soạn bài hát để sáng hôm nay tôn vinh Chúa. Một điều kỳ lạ là tại vì mấy hôm nay suốt từ Tết tới giờ là hai vợ chồng tôi đi đám tang rất là nhiều người trở về với Chúa. Ở trong đầu tôi có một suy nghĩ là nếu Chúa còn cho mình sống thì mình sẽ còn tung hô chúc tụng danh của Chúa. Chứ rồi mình suy nghĩ về Chúa thì mình hãy làm hết lòng đi. Và trong khi những cái đám tang thì có một đám tang là của người lớp trưởng của ông xã tôi ngày xưa học trường Thánh Kinh Tiểu học Đường. Và ông đó là 59 tuổi và cũng đang hát ngợi khen Chúa như vậy thì ngã ra và về với Chúa. Nên rất là nhiều người trở về với nhà Cha. Thành ra là mỗi một cuộc đời của mình bước đi theo Chúa không biết là sống đến chừng nào, phải không ạ? Không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng nếu chúng ta dâng cuộc đời của mình ở trong tay Chúa thì chúng ta không sợ chết, phải không bà anh chị em? Nhưng chúng ta mỗi ngày chúng ta hãy tươi vui và có ý nghĩa cho cuộc sống này, vì chúng ta có Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng. Chúa Giêsu là mục đích của chúng ta. Chúa Giêsu là đấng chúng ta nhìn thấy và mọi vinh quang của Ngài ở phía trước cũng đang chờ đón chúng ta. Nên chúng ta hướng tới phía trước thì chúng ta không có sợ tai ương hay là bệnh dịch gì hết. Amen mà. Amen. Nên vì vậy lúc dân đứng ở trên đây, dân cầu nguyện cũng không nổi và dân hát cũng không nổi, thật là như vậy á. Nhưng mà khi mà dân cầu nguyện, Chúa ơi, sống chết là nơi Chúa cho, con còn sống chừng nào thì con sẽ hát sướng cho Chúa chừng đấy, thì tự nhiên có một cái luồng sự sức mới của Ngài á tuôn chảy ở trên đời sống muôn vân, và dân đổ mồ hôi nha. Mà dân thấy bây giờ dân rất là khỏe mạnh. Cảm ơn Chúa vì sự chữa lành của Ngài. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu việc nghe lời Chúa. Xin mời Hội Thánh chúng ta cùng mở ra ở trong Giô-suê chương 5. Chúng ta xem từ câu 9 cho đến câu số 12. Giô-suê chương 5, 9 đến 12. Trước Giáng sinh thì tôi đã chia sẻ cái phần thứ nhất là chuẩn bị để chiếm xứ. Chúng ta đã học từ đoạn 3 là vượt Giô-đanh. Chúng ta có 3 phần. Xin Hội Thánh đồng đứng, chúng ta cùng nhau đọc phần Kinh Thánh này. Chúng ta đọc cùng nhau đọc Giô-suê đoạn 5 câu 9 cho đến câu số 12. Xin Hội Thánh bắt đầu. Bấy giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của xứ Ai Cập, nên người ta gọi chỗ này là Ginh-ganh cho đến ngày nay. Dân Israel, Ngài đã đến nhà trong họ, trong tình yêu, Ngài vừa gửi vượt qua ngày này, vừa gọi ngày này, bảo hộ chúng tôi,
hậu sản của Canaan. Dạ, xin cảm ơn Hội Thánh. Xin mời Thánh đồng ngồi. Chủ đề tôi sẽ cho quý bà chị em buổi sáng hôm nay đó là chuẩn bị chiếm lấy xứ phần thứ hai, đó là lễ vượt qua. Phần hai, cái chủ đề đó là chiếm lấy xứ phần hai, nhưng mà là chủ đề là lễ vượt qua. Như là ghi thiếu cái phần cái chủ đề. Như trong phần đầu thì ta thấy rằng là Giô-suê đã làm cái lễ cắt bì cho dân sự. Cái lễ cắt bì cho dân sự nó xảy ra hai lần. Một lần là trước cái ngày cái lễ vượt qua, và một lần đó là trước khi chiếm xứ. Tại vì suốt ở trong cái thời gian mà dân Israel ở trong đồng vắng á, thì họ không có làm lễ cắt bì. Cái lễ vượt cái lễ cắt bì dân sự và cái lễ vượt qua thì chúng ta thấy họ giữ cái lễ vượt qua ở trong Xuất Ai Cập ký chương 12 từ câu số 3 cho đến câu 14. Và cho đến trước khi họ chiếm xứ Canaan thì Giô-suê đã làm một cái lễ vượt qua để dân sự giữ cái lễ vượt qua đó. Như vậy thì trước khi lễ vượt qua thì thấy rằng dân sự có làm lễ cắt bì. Chúng ta đã học cái phần đó trong cái tuần lễ trước đó rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái phần thứ hai, đó là cái chuẩn bị chiếm xứ phần hai, và cái chủ đề đó là giữ lễ vượt qua. Trong giữ lễ vượt qua này thì Giô-suê có tuyên bố cho dân sự của Chúa, hay là những cái việc mà Giô-suê làm cho dân sự của Chúa ở thời đây. Câu số 9, bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: ngày nay ta đã dẹp bỏ khỏi các ngươi sự xấu hổ của xứ Ai-cập, nên người ta gọi chỗ ấy là Ginh-ganh cho đến ngày nay. Cái câu số 9 này nó liên quan đến ở trong phần trên, đó là cái lễ cắt bì. Tức là sau khi lễ cắt bì thì Chúa lại tuyên bố đã dẹp bỏ khỏi các ngươi sự xấu hổ của Ai Cập. Thực ra cái lễ cắt bì mà Giô-suê làm cho dân sự là làm trên thuộc thể. Có nghĩa là những người nam ở trong Israel, vì trong suốt thời gian sanh ra trong đồng vắng, họ chưa làm lễ cắt bì. Cho nên bây giờ họ phải làm lễ cắt cái da dương bì. Và cái lễ này nó mang ý nghĩa quan trọng với Israel, đó là bước vào giao ước như chúng ta đã chia sẻ lần trước. Lễ cắt bì hình thức của dân Israel đó làm bên ngoài. Nhưng mà lễ cắt bì cho chúng ta ngày hôm nay không phải làm bên ngoài mà làm bên trong. Chúng ta làm bên trong đó là làm theo tánh thiêng liêng hay là phương cách thiêng liêng. Vậy là cắt bì thiêng liêng đó chính là bởi Thánh Linh. Đó là cắt tấm bì lòng của chúng ta, hay là lột bỏ con người xác thịt, hay là bản tính xác thịt của chúng ta. Như vậy trong dân Israel thì làm cắt bì thuộc thể cho người nam, nhưng mà trong giao ước mới thì chúng ta làm lễ cắt bì cho cả nam lẫn nữ. Vì sao? Tất cả chúng ta đều có tánh xác thịt, bị bán cho tội lỗi, theo như Roma đoạn 7 câu số 14. Tất cả chúng ta là những người xác thịt bị bán cho tội lỗi. Cái tánh xác thịt bán cho tội lỗi, nó phải tội lỗi, nó làm tội nhanh hơn làm lành, nó thích tội hơn là thích làm lành. Đó là cái tính xác thịt của con người. Nó thích xung đột hơn là hòa thuận, nó thích ghen ghét hơn là yêu thương, nó thích bè đảng hơn là sự hiệp một. Đó là cái tính xác thịt. Và cái cắt bì cho dân Israel trong thuộc linh, xin lỗi, trong thuộc thể, đó là cắt cái da dương bì. Nhưng mà cắt bì cho dân Israel thuộc linh đó là lột bỏ tính xác thịt của chúng ta. Ở trong Cô-lô-se đoạn 2 câu số 11 có nói rõ, lép phép cắt bì đó là lột bỏ tính xác thịt của chúng ta. Như vậy ở trong câu số 9 Chúa nói sao? Ngày nay ta đã có nghĩa là hoàn tất, chứ không phải là ta sẽ. Như vậy Chúa, dân Israel được cắt bì ở trong cựu ước, đó là lột bỏ tính xác thịt. Ngày hôm nay chúng ta trong tân ước, mà Kinh Thánh dùng cái từ là đã, có nghĩa là sự hoàn tất rồi. Vậy sự hoàn tất cắt bì trong tân ước đã là như thế nào? Ai đã chiến thắng xác thịt? Ai đã chiến thắng những cái ước muốn của xác thịt hay là tội lỗi của xác thịt? Đó là chỉ có Chúa Giê-xu. Như vậy cái công việc hoàn tất của Chúa Giê-xu tại thập tự giá, để rồi toàn bà chị em khi tin nhận Chúa
Đó là chúng ta đã nhận cái việc đã ở trong Chúa rồi. Cái việc đã ở trong Chúa rồi. À, vợ tôi đưa cho vợ tôi cái thẻ ATM. Và tôi nói em ơi, trong đây có tiền nè. Nhưng mà lúc nào vợ tôi cũng nói là em hết tiền rồi, em hết tiền rồi, em hết tiền rồi. Thật ra cái thẻ ATM tôi không có nhiều tiền. Nhưng mà trong đó nó có cái tiền để mà có thể chi tiêu, có thể đi chợ, có thể mua những cái điều lặt vặt ở trong gia đình, đủ để có thể chi tiêu trong một tháng. Nhưng mà lúc nào vợ tôi nói em hết tiền rồi, em hết tiền rồi. Như vậy thì có phải rằng là hết tiền không? Không. Bởi vì đã có tiền nhưng mà không lấy tiền sử dụng, cho nên là nó không có tiền. Như vậy trong Chúa Giê-xu, Ngài đã cắt bì rồi, Ngài đã hoàn tất chúng ta rồi. Kinh Thánh nói rằng ta không đến để phá luật pháp hay là tiên tri, nhưng ta đến để làm cho trọn. Cho nên Chúa Giê-xu đã hoàn tất cái điều mà con người không thể làm nổi. Ngài đã làm xong. Nhưng mà đôi khi chúng ta bằng cái nỗ lực của mình cứ cố gắng, cố gắng, cố gắng nhịn nhục, cố gắng yêu thương, cố gắng tha thứ. Tôi nói bà chị em không làm nổi đâu, đừng cố gắng nữa. Nhưng chúng ta phải chấp nhận cái điều Chúa Giê-xu làm, hay là bởi Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu con tha thứ được, con yêu thương được, con nhịn nhục được. Và tôi thấy Nhan Nhãn ở trên Facebook đăng lên những cái lời là nói xa, nói gần, cái này thế kia đủ thứ hết. Đôi khi là gì? Là tôi chịu đựng hết nổi rồi đó, hay là sự nhịn nhục của tôi có giới hạn. Như vậy Chúa Giê-xu ở đâu? Phép cắt bì lòng ở đâu? Nếu chúng ta nói như vậy, chúng ta chưa có hiểu gì về phép cắt bì mà Chúa Giê-xu làm chúng ta. Chúng ta chưa có nhận được cái gì về vấn đề cái sự làm sạch của Chúa Giê-xu trong thiêng liêng cho chúng ta. Kể cả người ta chửi tôi cũng chẳng quan tâm. Kể cả người ta nói xấu tôi chẳng quan tâm, tại vì tôi cắt bì rồi. Tôi không quan tâm mấy điều đó. Tôi chết với Đấng Christ, tôi không quan tâm mấy điều đó. Người ta có chửi là việc của người ta, người ta có sỉ nhục là việc của người ta, người ta có biêu xấu là việc của người ta, người ta chịu trách nhiệm về điều đó nếu tôi không có làm những việc đó. Đó là như là người ta cắt bì rồi, đó là chúng ta đã chết trong Đấng Christ rồi, thì anh chị em không còn nặng cái vấn đề đó nữa. Người ta có khen cũng được, cảm ơn Chúa, người ta chê thì nhìn lại coi mình có làm sai không. Và nếu không có làm sai, cứ tiếp tục bước đi một cách đúng đắn ở trong sự kêu gọi, trong khải tượng mà Chúa cho chúng ta. Amen anh chị em. Đừng có lên Facebook. Tôi nói anh em, Facebook không phải là Chúa của anh chị em. Facebook không có giải quyết cái vấn đề đó cho anh chị em. Chúng ta càng nói thì chúng ta chỉ càng tệ hơn, chứ không phải là càng tốt hơn đâu. Tôi khẳng định với anh chị em, chỉ có khi anh em chạy đến với Chúa, anh em ở riêng với Chúa, ai có làm buồn làm gì đó, Chúa ơi, họ làm nói xấu con như vậy đó, nhưng Chúa nói là được rồi con, hãy chịu đựng đi, vì cớ rằng gì, qua những điều này con được phước. Chúa nói rõ như vậy cho chúng ta. Anh trở lại Chúa nói gì? Chúa đã dẹp bỏ khỏi các ngươi sự xấu hổ của Ê-díp-tô. Ê-díp-tô là thế gian. Ê-díp-tô đại diện cho sự ác. Ê-díp-tô đại diện cho tội lỗi. Ê-díp-tô đại diện cho cái sự đàn áp, cái sự áp bức, cái sự áp chế. Ê-díp-tô đại diện cho điều xấu xa. Ê-díp-tô đại diện cho cái sự làm nô lệ, cái sự khổ cực, cái sự chịu ở dưới sự sỉ nhục của ma quỷ. Đó là Ê-díp-tô. Chúa nói là ta đã dẹp bỏ khỏi ngươi sự xấu hổ Ê-díp-tô rồi. Không phải là ta sẽ dẹp bỏ, nhưng mà ta đã. Điều này anh chị em phải công bố một cái điều đã hay là hoàn tất rồi. Nhân danh Chúa Giê-xu, tôi đã được dẹp khỏi sự ô uế của Ê-díp-tô rồi. Amen. Không phải là sẽ đâu. Những cái gì Ê-díp-tô làm cho bà chị em xấu hổ, một trong những cái điều đó, đó chính là cái sự mặc cảm về tội lỗi, sẽ khiến cho chúng ta sợ hãi Chúa, xa lánh Chúa, đi ra khỏi Chúa. Chúng ta không dám gần Chúa. Chúng ta cũng không dám gần những anh chị em có Chúa, không dám gần những anh chị em mạnh mẽ ở trong Chúa. Rồi bắt đầu chúng ta co lại, chúng ta co lại và chúng ta nói tôi cũng có tình lòng tự trọng của tôi chứ. Và chúng ta co lại. Chẳng hạn như tôi nghèo cho chạch nhưng mà tôi rách cho thơm, ví dụ vậy đó. Thật ra những cái điều đó anh chị em biết không, đó là những cái triết lý dạy dỗ, nó không đúng đắn trong theo Kinh Thánh. Chẳng có ai mà nghèo cho sạch mà rách cho thơm hết, phải không ạ? Cho nên chúng ta cần phải nói theo cách của Chúa nói, thì anh chị em sẽ có sự khác biệt. Bây giờ chúng ta xem coi cái việc mà Chúa dẹp bỏ cái sự ô uế của Ê-díp-tô là gì. Chúng ta cùng xem ở trong sách Phục Truyền 30 câu số 6. Phục Truyền 30 câu 6. Chúng ta đọc cùng nhau. Phục Truyền 30 câu 6.
Xin bắt đầu. Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi dòng dõi ngươi, để ngươi hết lòng, hết ý kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống. Tôi xin đọc lại phần đầu. Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ dẹp bỏ sự ô uế khỏi lòng ngươi. Phục truyền 30, đó là cuối cùng của dân Israel, những cái ngày cuối cùng ở đồng vắng. Và lời hứa là gì? Jehovah sẽ dẹp bỏ khỏi ngươi cái sự ô uế khỏi lòng của ngươi, khỏi dòng dõi của ngươi. Môi-se không có thể dẹp bỏ được, nhưng mà Joshua thì dẹp bỏ được. Môi-se đại diện cho luật pháp. Luật pháp không thể nào cắt bì lòng anh chị em, không thể nào giúp cho anh chị em chiến thắng cái bản ngã xác thịt. Nhưng Joshua là hình ảnh của Chúa Giê-xu, đã cứu dân sự, đưa dân sự ra khỏi qua Giô-đanh để bước vào trong đất hứa. Môi-se thì đưa dân sự ra khỏi Ai Cập. Khi chúng ta rao giảng về luật pháp, người ta sẽ nghe và nhận biết tội lỗi của mình để tin nhận Chúa. Nhưng chỉ có Joshua mới có thể đưa người ta vào trong Canaan mà thôi. Anh em muốn ở đồng vắng hay ở Canaan? Nếu chúng ta chỉ nhờ luật pháp, chúng ta chưa bước vào Canaan. Và chỉ có Joshua mới đưa dân sự vào Canaan. Môi-se không đưa được. Luật pháp như thầy giáo dẫn chúng ta đến Đấng Christ. Nhưng khi gặp Đấng Christ rồi thì chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Chúng ta cùng xem ở trong Galati chương 3 câu 24 và 25. Galati chương 3 câu 24 và 25. Chúng ta cùng đọc. Ấy vậy, luật pháp giả như thầy giáo đang dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Như vậy luật pháp cần không? Cần, vì luật pháp dẫn chúng ta đến Đấng Christ. Nhưng khi gặp Đấng Christ rồi thì chúng ta không ở dưới luật pháp nữa, mà chúng ta lại ở dưới Đấng Christ. Phaolô nói rằng khi ông gặp Đấng Christ thì ông coi tất cả mọi sự lời của ông như là sự lỗ, nhưng mà nhận biết Đấng Christ là quý nhất trong cuộc đời của ông. Trở lại Joshua chương thứ 5 thì anh chị em thấy ở đây Kinh Thánh ghi là ta đã dẹp bỏ khỏi các ngươi sự xấu hổ của Ai Cập, nên chỗ này gọi là Gilgal cho đến ngày nay. Chúng ta sẽ giải nghĩa cái chỗ này tại sao lại là gọi là Gilgal. Như vậy thì tại nơi đây dân Israel được cắt bì và họ trở thành một cái người gọi là đủ cái tiêu chuẩn để bước vào trong đất hứa. Dân Israel được cắt bì và dẹp bỏ tất cả mọi sự xấu hổ, sự sỉ nhục hoặc là sự mặc cảm tội lỗi. Ngày nay chúng ta đến với Chúa, anh em không còn mặc cảm tội lỗi nữa. Chúng ta đến là bởi huyết của chiên con. Và càng đến gần Chúa thì tội lỗi nó không còn quyền cai trị trên anh em. Càng đến gần ngay ân điển của Chúa, tại đó chúng ta nhận ân điển và thương xót dư dật để cai trị. Chúng ta sẽ nói phần sau cùng để làm sao có thể ăn được sản vật của xứ. Cho nên đây là một cái lẽ thật để rồi tôn bà chị em nắm bắt lẽ thật, bước đi trong lẽ thật, chứ không phải chúng ta chỉ có ở trong tâm trí của chúng ta mà thôi. Vậy thì ở đây nói như thế nào? Ngài đã dẹp bỏ chưa? Dẹp bỏ cái sự xấu hổ khỏi chúng ta chưa? Đã dẹp chưa? Dẹp bỏ rồi. Cho nên người thế gian có sỉ nhục anh chị em, có nói gì anh chị em đừng có buồn làm cái gì. Chúa nói là nếu họ ghét chúng ta là ghét ai? Là ghét Chúa trước, bởi vì Chúa ở trong chúng ta cho nên họ ghét. Tự nhiên vậy đó, tự nhiên cái mình tin Chúa cả ghét kể cả mình rất là tốt, mình sống tốt hơn đủ thứ, nhưng mà họ lại ghét. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, đó là ngày hôm nay Chúa đã cất bỏ cái sự sỉ nhục khỏi, sự sỉ nhục của Ai Cập khỏi chúng ta. Amen. Chúng ta nói với người anh em bên cạnh, Chúa đã cất sự xấu hổ Ai Cập khỏi anh của chị, khỏi anh khỏi chị rồi. Chúa đã cất cái sự xấu hổ của Ai Cập trên tôi rồi. Amen. Nói với người mình cảm ơn, nói đừng bị mặc cảm. Cảm ơn Chúa, cái sự xấu hổ không còn nữa. Chúng ta nhớ dân khi mà Adam Eva khi mà họ phạm tội thì họ thấy sự xấu hổ đúng không ạ? Họ thấy sự xấu hổ. Nhưng mà Chúa đã mặc lấy chiếc áo bằng da của con thú thì bà không còn xấu hổ nữa.
Nhưng nếu chúng ta lấy cái lá vả để mặc thì sao? Nó vẫn còn xấu hổ mãi. Cho nên một cái nỗ lực của anh em trong xác thịt thì điều đó nó chỉ là chiếc lá vả che thân. Bây giờ anh em chọn lá vả hay là anh em chọn chiếc áo của gia thú? Vì tại đó có huyết đã đổ ra để chuộc anh em và tôi. Trong tuần rồi tôi có chia sẻ về huyết, một số người hiểu sai về điều này. Mặc dầu bài giảng vẫn còn đó nhưng hiểu sai và nhắn tin hỏi tôi. Huyết là giá chuộc, huyết là sự tha thứ, huyết là dấu hiệu để chúng ta không bị thiên sứ quỷ diệt chạm đến. Huyết là cái giá để tôi bà chị em đến gần Đức Chúa Trời và không bị định tội. Huyết đem lại sự chiến thắng chúng ta khỏi mọi tiếng nói định tội của ma quỷ ở trong tâm trí của chúng ta. Huyết có dấu giá trị bao phủ một lần và vĩnh viễn cho tôi bà chị em. Tôi nói rằng chúng ta không cầu xin huyết bao phủ chứ không có nghĩa là huyết không có giá trị bao phủ. Tại vì huyết của Chúa bao phủ tôi một lần đủ cả, chuộc tôi một lần đủ cả. Tôi không cần phải mỗi một lần tôi lại xin một tí huyết để bao phủ. Amen. Anh em chọc huyết của Chúa nhiều lần rồi phải không? Lâu lâu xin, Chúa ơi huyết, xin miếng huyết bao phủ con, miếng huyết bao phủ cái chiếc xe con, miếng huyết bao phủ cái nhà con. Không. Nhưng mà trái lại chúng ta phải làm gì? Nhân danh Chúa Giêsu, tuy dù tôi tuyên bố chiếc xe của tôi nó được Chúa ban cho, nó không làm tôi sửa nát nữa, tại vì tôi là người được chuộc bởi huyết. Nó là vật sở hữu của tôi cho nên nó không còn làm tôi sửa nát nữa. Căn nhà của tôi, nhân danh Chúa Giêsu, tôi tuyên bố căn nhà của tôi là được tự do, bởi vì tôi là chủ của nó mà tôi được chuộc bởi huyết. Cho nên căn nhà của tôi, đất đai của tôi, tài sản của tôi được tự do khỏi làm tôi sự ô uế. Đó là trong Roma đoạn 8 câu 19 cho đến câu 22. Điều này những anh em đi trường thánh học rất kỹ và rất rõ, và họ bước ra đi trong quyền năng của Chúa. Xin huyết bao phủ đó là bước đi trong sự sợ hãi, nhưng biết về huyết đó là bước đi trong sự mạnh mẽ. Cho nên đừng có ai chống lại điều này, đây là lẽ thật, đừng có ai chống lại. Và nếu có cần biện luận với tôi sẽ sẵn sàng dùng lời Chúa để biện luận cho anh chị em. Nhưng mà đôi khi chúng ta tìm cái con đường ngắn nhất và nhanh nhất, mong rằng thôi đi ra nha, xin Chúa huyết bao phủ, huyết Chúa bao phủ để em coi là ma quỷ tấn công. Cứ như vậy gieo cái sự sợ hãi ở trong anh chị em mà không biết. Giống như cắt bì vậy đó. Thật ra tôi mà chị em cắt bì chưa? Về thuộc thể thì chưa cắt bì, nhưng mà về thuộc linh cắt bì chưa? Đó là lột bỏ tính xác thịt ở trong Chúa Giêsu. Và điều này không phải làm bằng thuộc thể, mà điều này làm bằng thuộc linh, làm bằng thánh linh. Roma đoạn 2 nói rất rõ, câu 28-29 nói rõ chúng ta là chúng ta cất bì ở trong lòng làm theo cách thiêng liêng, chứ không phải theo cách xác thịt. Còn ai mà còn nỗ lực cố gắng năn nỉ thôi, mình nhịn nhục đi, tha thứ đi mà, ráng đi mà, ráng đi mà, thì đó là gọi là gì? Đó là nỗ lực của xác thịt. Nhưng vì Chúa hãy tha thứ. Tôi thường thường tôi hỏi những người mà không chịu tha thứ, tôi hỏi em có được Chúa tha thứ không? Em có tin em được Chúa tha thứ không? Có. Chúa tha thứ nhiều không? Nhiều. Thì cái lỗi mà Chúa tha thứ cho em có nhiều hơn cái lỗi mà người khác phạm với em không? Nhiều. Vậy tại sao Chúa tha cho mình không tha cho người khác? So sánh cái điều này với Chúa, với sự tha thứ của Chúa, chúng ta sẽ tha thứ rất là dễ. Còn nếu mà nói tha thứ, rồi tha thứ vì cái người đó đúng hay là sai, đó là luật pháp, không bao giờ chúng ta có thể đắc thắng nổi đâu. Cho nên người ta nói sự thương xót thắng sự đoán xét là như vậy. Nếu vợ chồng sống với nhau bằng sự thương xót của Chúa, không nhắc mãi những cái lỗi, thì anh chị em sẽ thấy chúng ta sống trong thiên đàng ở trên đất. Có lần tôi giảng ở ngoài Vũng Tàu, tôi chia sẻ về vấn đề sự hòa thuận sống trên hòa thuận ở trong Thi Thiên 133. Và tôi nói với anh em, tôi nói là thiệt sự vợ chồng chúng tôi không có thời gian để giận. Tại sao không có thời gian để giận? Vì chúng tôi dành hết thời gian để yêu. Thì sao có thời gian để giận? Làm sao mình có thể yêu chồng yêu vợ mình nổi? Đấng Christ. Mỗi lần nhìn thấy khó yêu, nhìn Đấng Christ cái quay xuống cái. Amen. Đúng không ạ? Anh thử đi. Bữa nào ai làm mình bực mình quá chừng. Bực mình quá chừng. Không thể yêu được cái người này. Nhìn lên Đấng Christ ngay, nhìn xuống yêu ngay. Tha thứ ngay. Cho nên xin Chúa ngày ban ơn cho chúng ta. Bây giờ chúng ta bước vào phần thứ hai. Như vậy Chúa đã cắt bỏ cái sự ô nhục khỏi Israel.
Và bây giờ thứ hai đó là họ phải dự lễ vượt qua. Để có thể bước vào hay là chiếm được sứ hứa thì họ phải giữ lễ vượt qua. Trong suốt đoạn 12 câu 3 đến câu 8. Suốt 12 câu 3 đến câu 8. Chúng ta đọc cùng nhau. Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng, đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá không ăn hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người, và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên chẳng tì vết chi. Đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này, rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào lối chiều tối. Họ sẽ lấy huyết bôi trên hai cây cột và mài cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. Dạ, yeah, tới câu 12 thôi ạ. À, xin lỗi, câu 8. Dạ, yeah, okay. Ở trong trở lại Giô-suê đoạn 5 thì anh chị em thấy câu số 10 ghi như vậy nè. Dân Israel đóng trại tại Ginh-ganh trong đồng bằng Jericho và giữ lễ vượt qua nhằm ngày 14 tháng này vào lối chiều tối. Hồi nãy tôi có nói rằng là tại sao người ta đặt cho chỗ đó là Ginh-ganh. Bây giờ chúng ta xem các vua thứ nhì. Chương 2. Xin đọc chung với nhau từ câu 1 đến câu 2. Các vua nhì chương 2, câu 1 cho đến câu 2. Đây, xin anh em đọc. Khi Đức Giê-hô-va chúng ta thấy ở đây khi Chúa muốn đem Eli lên trời trong cõi lốc thì Eli và Elise ở Ginh-ganh đi ra. Cái từ Ginh-ganh ở trong nguyên nghĩa của tiếng Hebrew có nghĩa là cái bánh xe hay là vòng quay. Bánh xe hay là vòng quay. Như vậy thì nó là một cái sự khởi đầu, cũng như ở trong dân số ký chương 10, xin lỗi, ở sáng thế ký số ký thế ký chương 12. Thì chúng nó là tháng này định làm tháng giêng cho các ngươi trong quanh năm. Đó là cái sự khởi đầu dân sinh ra khỏi Ai Cập. Mỗi một người tin nhận Chúa đều có một sự khởi đầu cho mình. Chúng ta có ngày sanh về thuộc thể, nhưng chúng ta cũng có ngày sanh về thuộc linh. Tối hôm qua chúng tôi có dự một cái ăn một cái bữa ăn gọi là sinh nhật của một người anh em ở trong hội thánh. Chúng tôi ăn bữa ăn rất là bình thường, một cái lẩu. Chúng tôi cùng ngồi ăn với nhau, chúng tôi chúc mừng sinh nhật nhau và cầu nguyện cho nhau. Cái ngày sinh thuộc thể thì nó có giới hạn. Chúng ta có bao nhiêu thời gian cho sự ngày sinh thuộc thể? Mấy chục năm, phải không? Nhưng mà thời gian ngày sinh thuộc linh thì có giới hạn không ạ? Không. Vậy đó mà chúng ta ăn ngày sinh thuộc thể mà chúng ta chẳng có giờ ăn ngày sinh thuộc linh hết. Ai còn nhớ ngày sinh thuộc linh của mình ạ? Dạ. Ngày sinh thuộc thể thì có giới hạn, còn ngày sinh thuộc linh là vô hạn, nhưng tôi không có ăn. Hai có ăn mừng. Cho nên ở trong suốt đoạn 12, chúng nó là tháng này định làm tháng giêng cho ngươi trong quanh năm, tức là đó là sự khai sinh. Nhưng mà Ginh-ganh đó là khởi đầu của một cái giai đoạn mới, đó là chức vụ. Đó là một cái hành trình để bước vào hay là đánh dấu một cái bước ngoặt. Và từ Ginh-ganh đây chúng ta thấy là Eli và Elisa đi ra. Tại nơi đó họ được huấn luyện, họ được trao dồi, họ trở thành những chiến binh, chứ họ không còn là những con người yếu đuối nữa. Họ phải bước đi để họ có thể nhận lấy được sứ hứa, và họ trồng tỉa, họ thực hiện để họ ăn được cái sản vật của đất. Họ không phải nhận cái sự tiếp trợ mỗi ngày từ trời bằng mana nữa.
Phần sau chúng tôi sẽ nói rõ hơn cho anh chị em thấy. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây, đây là một cái bước ngoặt, cái đánh dấu. Sau khi họ cắt bì xong thì Giô-suê nói rằng ở đây là Gilgal, ở đây là một giai đoạn mới của các con, ở đây phải bưng chia xứ, ở đây phải chiếm xứ, ở đây phải bước đi ở trong đức tin và trong hành động của đức tin. Nó không phải chỉ có là nhận lấy, ô cầu nguyện Chúa ơi tiếp trợ cho con, Chúa ơi ban cái này, Chúa ơi ban cho kia cho con nữa. Nếu chúng ta vẫn cầu xin những điều thuộc thể, nó chỉ là cái mức độ của cái sự kinh nghiệm Chúa ở ngoài đất hứa. Nhưng mà bước vào trong đất hứa thì chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm khác và nhận được cái sự phước hạnh theo cách khác của Chúa. Chúng ta trở lại ở trong Giô-suê. Thì anh chị em thấy rằng là tại nơi đây họ bắt đầu dự lễ vượt qua. Nhằm ngày mùng 4 tháng này vào lối chiều tối, phần kinh thánh chúng ta mới vừa đọc qua đó, đó là cái lễ vượt qua. Đó là một chiên con bị giết vào lối chiều tối. Chiên con đó hình ảnh về Chúa Giê-xu, cũng là hình ảnh về lời Đức Chúa Trời. Dân sự phải ăn chiên con với cái gì? Bánh không men và gì nữa? Rau đắng. Dạ. Chuyên con của lễ qua là lúc mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống mình. Nhưng tiếp tục chúng ta bước đi ở trong Ngài, chúng ta ăn lấy lời của Ngài. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta cần phải ăn chuyên con, chúng ta mới có sức lực và bước đi tiếp. Chúng ta xem Thi Thiên 105 câu 36 và 37. Thi Thiên 105 câu 36 và 37. Xin đọc với tôi. Thi Thiên 105 câu 36 và 37. Xin đọc. Ngài cũng đánh giết hết thảy con đầu lòng trong xứ, tức là cả cường tráng xanh đầu của chúng nó. Cái từ cường tráng này, xin lỗi, là trong bản cũ chúng ta đó là con trưởng đúng không? À, cường tráng, tức là đứa con đầu lòng. Rồi tiếp theo câu 37. Đoạn Ngài dẫn Israel ra có cầm bạc và vàng, chẳng một ai yếu mỏng trong các chi phái của Ngài. Chúng ta lưu ý ở đây là gì? Khi họ ra khỏi Sito thì trên tay của họ cầm cái gì ạ? Bạc và vàng. Yếu hay là mạnh ạ? Mạnh. Không một ai yếu mỏng trong Israel cả. Không một ai. Như vậy cái ý định của Chúa cho dân sự ăn chiên con để cho mỗi một người đều có một cái sức lực mạnh mẽ. Cái đó là gì? Họ cầm vàng và bạc đi ra, không một ai yếu mọn. Nô lệ trong xứ nhưng mà không hề yếu mọn, bởi vì họ có chiên con của lễ vượt qua. Chiên con của lễ vượt qua là một loại thuốc, một loại thuốc đem lại sức mạnh cực mạnh cho ông bà chị em. Cái đó nói rằng lời của Đức Trời như là thuốc chữa lành cho những ai tìm được nó. Nó không phải chỉ nói về thuộc linh, nhưng mà nói về thuộc thể luôn. Tức là lời Đức Trời, khi mà có lời hứa của Chúa và tin vào lời hứa của Chúa thì chúng ta cũng nhận được sự chữa lành thuộc thể. Nhưng mà đây sức mạnh, đây là sức mạnh thuộc linh, không phải bữa nay trời ngày mai sụp. Khi họ ăn chiên con của lễ vượt qua thì họ có một sức mạnh. Mà chúng ta xem ở trong, ở đây họ phải ăn thêm cái gì nữa? Bánh không men và rau đắng. Bánh không men cũng là hình thức về lời của Đức Chúa Trời bằng sự chân thật, lẽ thật, hoặc là thái độ chân thật của chúng ta. Rồi rau đắng đó là cái thái độ ăn năn, khiêm nhường và nhu mì. Bây giờ chúng ta trở lại đoạn 5 của Giô-suê thì anh em thấy là họ trong cái ngày lễ vượt qua đó thì họ đã giữ cái lễ vượt qua, họ ăn chiên con của lễ vượt qua. Như vậy họ đã ăn chiên con của lễ vượt qua trước khi ra khỏi Ai Cập, và bây giờ họ giữ lễ vượt qua, họ ăn chiên con của lễ vượt qua trước khi họ chiếm xứ hứa. Vậy thì để có sức mạnh ra khỏi Ai Cập, họ đã ăn chiên con. Đó là lúc mà tôi mà cho em tiếp nhận Chúa Giê-xu. Nhưng mà ở đây là họ ăn chiên con của lễ vượt qua. Đó là một cái hành động của đức tin được lặp lại để anh em ăn
cái lợi lẽ thật của lời Chúa để giúp cho chúng ta có một cái năng lực bước đi một cách mạnh mẽ. Câu 11, câu 12, ngày sau lễ vừa qua, chính ngày đó dân sự ăn thổ sản của xứ, bánh không men và hột rang. Ngày mà chúng đã ăn lúa mì của xứ thì đến sáng mai mana hết. Vậy dân Israel không có mana nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ sản của Ai Cập. Chúng ta thấy có một cái sự khác biệt, đó là bắt đầu họ ăn thổ sản của xứ. Nói một cách khác là sự kết thúc của mana và mở ra hành trình của Canaan. Kết thúc mana và khởi đầu của hiệu quả của cái việc gieo trồng tại Canaan. Điều này có nghĩa là gì? Mana là sự tiếp trợ siêu nhiên, không bởi công sức. Nhưng thổ sản của Canaan đó là bằng cái công sức của sự gieo trồng và thu hoạch. Nhiều người thì chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta cứ ăn mana mãi, đó là chúng ta ăn lấy cái điều tiếp trợ siêu nhiên. Và chúng ta cứ nghĩ rằng ngồi một chỗ đó rồi chúng ta cầu nguyện thì Chúa ban phước cho chúng ta. Điều đó chúng ta chỉ có đúng một phần. Nó giống như người truyền giáo vậy, cầu nguyện: Chúa ơi đem người đến cho con để truyền giáo. Nghe nói rất là thiêng liêng. Mình làm không được, Chúa làm cái một thôi. Chúa sẽ đem khiến cá, lùa cá vô trong chuồng, lùa cá vô trong hội thánh, chúng ta sẽ bắt. Nghe rất hay đúng không ạ? Giống như Chúa lùa cá vô trong cái lưới của Phi-e-rơ, có đúng không? Nhưng mà chúng ta đang sai lẽ thật. Sai ở chỗ nào? Chúa kêu những kẻ tin phải làm gì? Đi khắp thế gian. Đi hay là ngồi? Đi. Nó cũng giống như vậy đó. Nhiều người cứ nói rằng mình phải có đức tin thì mana sẽ đem xuống cho chúng ta. Mỗi ngày ra lượm mana, mỗi ngày ra lượm mana. Đó là cái đức tin thụ động. Là chỉ ngồi đó chờ, giống như là chờ sung rụng vậy đó. Chúa sẽ ban cho. Thậm chí người giảng, ông bà chị em đừng làm gì hết, cứ ôm lấy Chúa, ôm lấy quyển kinh thánh, Chúa sẽ đem đồ ăn tới cho. Đúng, tôi hoàn toàn tôi tin tưởng điều đó. Nó giống như Eli vậy, chạy trốn trong đồng vắng, ngủ, mở mắt ra, có con quạ tha đồ ăn tới. Ngủ tiếp, mở mắt ra, có khe uống. Nhưng mà có hoài không? Đừng ở, chỉ ở đức tin là nhận mana. Mana chỉ có trong đồng vắng, mana không có ở trong Canaan. Anh chị em muốn ở đồng vắng hay Canaan đây? Dạ. Canaan là sự gieo trồng và thu hoạch. Đức tin của chúng ta bước đầu cũng vậy. Chúng ta đức tin nhận. Đức tin nhận. Tôi nói với chị em, những người mới tin nhận Chúa, chúng ta cầu nguyện phép lạ xảy ra ngay. Cho nên ai muốn tranh thủ thu nhận á thì mới tin Chúa cầu nguyện nhiều nhiều là Chúa đem tiếp trợ nhanh lắm. Chúa làm rất là nhanh luôn. Nhưng mà Canaan là phải gieo trồng mới có thu hoạch. Từ mana trong tiếng Hebrew có nghĩa là cái gì vậy? Tại sao? Làm thế nào? Mana là luôn luôn đặt câu hỏi. Tại sao vậy? Chúa ơi, tại sao Ngài không tiếp trợ cho con? Chúa ơi, tại sao mà không chữa lành cho con? Chúa ơi, tại sao vậy? Chúa ơi, tại sao người kia vậy mà Chúa lại ban phước? Chúa ơi, còn con, tại sao Chúa không thăm viếng con? Chúa ơi, Chúa thương người kia hơn, Chúa không có thương con. Chúa ơi, tại sao cái điều này xảy ra? Tại sao cái điều kia xảy ra vậy? Đó là mana. Cái từ mana là như vậy. Trong nguyên nghĩa thì mana nó cũng còn nghĩa là lẽ thật nữa. Nhưng mà mana lại là một câu hỏi. Cái từ mana là cái gì vậy? Tại vì mỗi ngày họ ra, họ mở mắt ra thấy những cái gì đó, những cái hộp giống như là hộp mè trắng trắng. Bượm lên họ ăn thì có vị ngọt như mật ong. Họ hỏi cái này là cái gì? Thì ra các thầy tế lễ nói nó là mana, có nghĩa là cái gì vậy? Nó có tên không? Nó không có tên. Cái tên của nó là cái gì vậy? Cái tên của nó là những thắc mắc, cái tên của nó là những câu hỏi. Và chị em rõ ràng nó tin nhận Chúa, mới bắt đầu tin nhận Chúa, chúng ta hỏi nhiều lắm đúng không? Chúng ta có hỏi rất nhiều. Câu hỏi, tối ngày câu hỏi. Và sự đáp ứng của những câu hỏi đó chính là trong lời Chúa. Mana là thụ động, mana là nhận thụ động, mana là mong rằng nhận được cái sự ban ơn của người khác.
Mana là nhận được sự cầu nguyện của người khác. Nhưng mà Canaan là chúng ta phải chủ động để cầu nguyện cho người khác. Chỉ có những người trưởng thành mới đã cầu nguyện cho người khác. Amen. Tất nhiên chúng ta cũng sẽ trải qua mana. Tất cả chúng ta đều phải trải qua mana hết. Cầu nguyện cho tôi với, cầu nguyện cho tôi với. Kể cả những người hầu Chúa cũng cần được cầu nguyện. Nhưng sự cầu nguyện đó không phải là cầu nguyện để rồi tôi được được phước, được này, được kia. Nhưng Phao-lô nói rõ, anh em cầu nguyện để tôi được ơn của Chúa, để khi tôi mở miệng ra rao giảng thì tôi sẽ tự do mọi bề để tôi rao giảng. Mana thì nó chỉ được có buổi một buổi sáng khi dân sự ra nhận. Nhưng mà Canaan thì đó là gieo trồng, và chúng ta có thể chủ động trong mùa gặt. Nếu anh em có gieo thì anh em có gặt, không gieo thì không gặt. Còn mana không gieo thì sao? Cũng gặt luôn. Nhưng mà mana chỉ là một cái phần tạm thời trong đồng vắng, nó không phải là gì gieo trồng. Cho nên xin Chúa Ngài cho tôi và chị em chúng ta sẽ nhận ra được điều này, và chúng ta có một sự thay đổi. Ủa, điện thoại của ai vậy? Có ai để giúp cho cô ấy? Rồi chúng ta tiếp tục. Chúa Giê-xu đã từng nói điều này về mana. Chúng ta xem ở trong Giăng đoạn 6 câu 49. 49 cho đến 51. Giăng đoạn 6. Chúng ta đọc với nhau câu 49 cho đến 51. Xin bắt đầu. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Chúa Giê-xu đang đứng đó và Ngài nói rằng bánh ta là bánh từ trời xuống. Nếu ăn mana vẫn chết, nhưng mà ăn à là sống. Như vậy các môn đồ nhảy vô sâu xé và ăn thịt của Chúa, phải không? Nhiều người kinh thánh đó, họ nói đạo gì đạo ăn thịt người, uống máu người. Không phải, đây là ý nghĩa hình bóng. Chúa Giê-xu vẫn đứng đó, Ngài nói ăn, ai ăn thịt ta và uống huyết ta được thì được cứu trong ngày của sau group. Chúng ta đâu có uống huyết của Chúa đâu. À, thấy cái tiệc thánh mà thấy là ô cái ly đỏ đỏ, chắc mới lấy huyết đâu đây, nhúng vô đây đây. Không phải, đây là nước nho. Giê-xu khi Ngài dự lễ vừa qua với các môn đồ, Ngài cũng nói là gì? Đây là thịt ta, đây là huyết của ta. Nhưng mà Ngài cầm cái ly nước nho, Ngài nói là đây là huyết của ta. Chúng ta không ăn huyết người, không uống thịt người, không uống huyết người. Nhưng mà đó là nghĩa hình bóng. Và Chúa khẳng định rằng gì? Các ngươi ăn mana, tổ phụ các ngươi ăn mana thì cũng chết. Và anh chị em biết không? Như cái từ mana có nghĩa là cái gì vậy? Cái gì vậy? Thắc mắc. Trong tiếng Anh dùng là why, where, when, who, what. Nó cứ thắc mắc mãi à. Và anh chị em biết không, càng thắc mắc mà không có lời của Đức Chúa Trời đó thì dễ lắm mà chúng ta sẽ gì? Kẻ thù nó đến. Ồ, mà chi Chúa có cho ngươi, cấm ngươi ăn các thứ cây này không? Có chứ, Chúa cấm. Ăn là chết đó. Dễ gì, chết đâu. Ê ba nhìn thấy trái cây đẹp, ngon, lại mở trí khôn, bèn đưa tay hãy ăn. Sự cám dỗ cũng giống như vậy nữa. Sự cám dỗ cũng hay where, what, when, how. Nó cũng sẽ đặt những cái câu hỏi cho anh chị em. Chúng ta cần có những cái thắc mắc để chúng ta tăng trưởng. Nhưng mà thắc mắc đó phải cần chú tâm vào lời của Chúa và cần được giải nghĩa trong lời Chúa. Không phải sự thắc mắc là giải nghĩa theo kinh nghiệm của chúng ta. Nhiều người khi chúng ta có thắc mắc gì họ nói rằng theo như quan điểm của tôi. Tôi nói chị em dẹp cái quan điểm qua một bên. Vì đức tin không phải dựa vào quan điểm, mà đức tin dựa vào lẽ thật. Nhiều người đưa cái quan điểm này, quan điểm kia đủ thứ hết. Nhưng mà chúng ta cần phải tập trung vào trong lẽ thật của Chúa.
Cho nên ở đây Chúa Giêsu nói rằng tổ phụ các ngươi ăn mana vẫn đói và chết. Ăn rồi vẫn đói, ăn sáng rồi vẫn đói. Ngày mai lại tiếp tục lấy mana ăn nữa, nhưng rồi sẽ chết. Nhưng mà ăn thịt của Chúa, ăn lời của Đức Chúa Trời thì sẽ sống. Đó là sự sống sung mãn, có một cái sức mạnh siêu nhiên để chúng ta có thể bước đi để phục vụ Chúa. Từ Canaan ở trong tiếng Hebrew nó có nghĩa là làm nhục, hạ mình hay là để khuất phục. Điều này ghi lại ở trong sách Phục Truyền đoạn 8. Khi mà Chúa nói rằng các ngươi khi vào trong xứ thì trước đó Chúa làm gì? Phục Truyền đoạn 8 từ câu 2 câu 3 nói như vậy nè: hãy nhớ chọn con đường đó đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm, 40 năm này để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết có gì ở trong ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài chăng. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói đoạn cho mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Chúa Giê-hô-va mà ra. Và trong 40 năm đó áo sống không hư, chân ngươi chẳng phù lên. Có sự bảo vệ rất là siêu nhiên trong 40 năm ở đồng vắng. Nhưng mà khi bước vào Canaan thì tại Canaan sẽ là một điều khác. Canaan là sự gieo trồng, Canaan là thu hoạch. Trong tiếng Hebrew Canaan là làm nhục, để hạ xuống, để khuất phục. Cũng trong Phục Truyền đoạn 8 từ câu số 6 cho đến câu số 9, xin là câu số 10: hãy kính sợ Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn Ngài, đi theo các đường lối Ngài, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe suối nước sâu phun lên trong trũng và trên núi, xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu olive và mật. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó là sắt, và từ giữa núi ngươi lấy ra đồng. Vậy ngươi sẽ ăn no nê và chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho. Chúa giới thiệu về một Canaan thật là tuyệt vời như vậy. Nhưng làm sao để có được những cái điều từ xứ đó cho? Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Trời ngươi, không gìn giữ những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay chăng? Lại e khi ngươi đã ăn no nê và cất nhà tốt đang ở, thấy bò chiên của mình thêm lên bạc và vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao quên Giê-hô-va Đức Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai-cập, tức khỏi nhà nô lệ. Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi trong ngang qua trong mênh mông gớm ghiếc này, đầy những đất khô khan chẳng nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi. Lại trong đồng vắng Ngài ban cho ngươi mana mà ngươi hãy biết để hạ ngươi, hầu cho về sau làm cho ngươi. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng nhờ quyền năng và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm cho ngày nay. Anh chị em thấy có sự khác biệt giữa đồng vắng và Canaan không? Có một sự khác biệt, bởi vì tại Canaan đó xứ đượm sữa và mật. Chúa nói là có đá, ngươi lấy ra sắt, lấy ra từ đá, và ngươi lấy đồng, ngươi có đồng, rồi ngươi có những suối nước sâu phun lên, ngươi trồng tỉa và có trái cây dư dật thịnh vượng. Nhưng mà khi ngươi có những điều đó rồi thì hãy đừng nói rằng tay ta làm ra tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành cơm. Tôi nói vui với các con tôi, bằng tay ta làm ra tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành xi măng. Thật ra tại Canaan chúng ta phải bắt đầu hành động của đức tin bằng cách khi anh em đọc Kinh Thánh, anh em thấy có lời hứa và anh em tuyên bố của Chúa. Chúng ta không còn trẻ con nữa, chúng ta không ngồi đó để chúng ta gọi là ăn vạ Chúa nữa. Chúa mà không ban cái này cho con, Chúa mà không cho con xe hả, con không đi nhà thờ đâu. Có ở đó con em vậy đó, mẹ nó mà không trả tiền cho nó, không cho tiền nó là nó không đi học trường Kinh Thánh. Thế mà lần đó bà nhờ tôi cầu nguyện. Tôi hỏi cầu nguyện gì? Cầu nguyện để tôi có tiền để tôi học trường Kinh Thánh. Tôi nói ủa đi học trường Kinh Thánh đâu có nhiều tiền đâu, chỉ có đóng tiền ăn thôi mà. Tôi nói không, tôi phải trả tiền cho con của tôi.
Mỗi một lần học kinh thánh như vậy, mỗi lần đi như vậy cùng với tôi là phải trả cho nó mấy trăm ngàn, nó mới chịu đi học. Cách này cũng khoảng mười mấy năm rồi anh em, 13, 14 năm rồi. Phải mướn đi học. Nếu Canaan là một cái xứ đượm sữa và mật, và anh em trồng xuống cũng ra trái, trồng cái gì cũng ra trái, và ra trái đến mức độ là cái chùm nho đó nó là gì, hai người khiêng, thì anh em trồng không? Và anh em nhớ nha, bà chị em nhớ nè, gieo xuống cái gì nó cũng mọc hết á. Nếu chúng ta gieo lẽ thật của Chúa, nó sẽ mọc. Chúng ta gieo đức tin sẽ mọc. Chúng ta gieo là tích cực, nó sẽ mọc. Chúng ta gieo là tiêu cực sẽ mọc. Chúng ta gieo phước hạnh, chúng ta cũng sẽ mọc. Mà gieo sự rủa xả, nó cũng mọc. Canaan là chủ. Khi bước vào Canaan, chúng ta trở thành chủ. Dân sự Chúa bắt đầu bốc thăm chia xứ, và tất cả họ phải chịu trách nhiệm trên cái sản nghiệp của mình. Anh chị em có chịu cái trách nhiệm trên đức tin của mình theo Chúa không? Anh chị em có quyền quyết định bước tới, nhưng mà bà chị em có quyền quyết định đứng lại, và anh chị em cũng có quyền quyết định lui. Canaan là sự trưởng thành. Canaan không dành cho những người con trẻ, con đỏ, nhưng mà là sự trưởng thành. Sự trưởng thành ở trong Chúa. Cho nên đức tin thì không thể thay thế cho cái hành động của đức tin. Đức tin và hành động đức tin nó phải song hành. Nếu có đức tin mà không có việc làm thì nó chết, giống như xác không có hồn thì cũng chết giống như vậy. Đức tin cần có mục tiêu để nó vươn tới, và đức tin phải sanh ra cái hành động hay là việc làm. Đức Chúa Trời có thể cung cấp cho dân sự của Chúa, nhưng Ngài vẫn mong đợi họ sử dụng những cái talent để làm lợi ra cho Chúa. Ngài vẫn chu cấp cho anh chị, nhưng mà Ngài lại dùng những cái talent, những cái ân tứ Chúa cho, để rồi chúng ta sử dụng nó và làm lợi ra. Cho nên hôm nay chúng ta thấy rằng họ chuẩn bị để họ bước vào trong xứ Canaan, thì họ phải biết được một điều là chính bản thân của họ phải có một cái sự chủ động. Chúa đã giới thiệu Canaan cho họ, nhưng mà Chúa cũng chỉ cho cái phương cách để sống, để phát triển. Và khi đã thành công rồi thì hãy nhớ là gì? Đừng nói rằng bởi tay của tôi, bởi sức lực của tôi mà đoạt được, nhưng hãy nhớ rằng bởi Chúa ban cho sức lực để chúng ta có thể đoạt được. Vậy mỗi cái sự đoạt được của anh em ở trong Canaan, hãy biết tạ ơn Đức Trời, bởi vì đó chính là Ngài ban sức lực cho anh chị em. Khi làm chứng cho mọi người tin nhận Chúa, hãy biết rằng đó là Chúa ban sức lực cho chúng ta. Khi chúng ta đặt tay cho ai được chữa lành, hãy nhớ rằng đó là Chúa ban sức lực cho chúng ta. Vô cái mánh nào, hãy nhớ rằng đó là Chúa ban sức lực cho chúng ta. Amen. Và nếu trong hội thánh có nhiều doanh nghiệp mà làm ăn thành công, hãy nhớ rằng đó là Chúa ban sức lực cho chúng ta. Xin Chúa ban phước để rồi tôi và bà chị em sẽ chuẩn bị để có thể và kết quả. Cho nên khi mà sự cầu nguyện của chúng ta mà phép lạ không xảy ra, thì lúc đó chúng ta cần hành động trong đức tin thì chúng ta sẽ nhận được quả. Chúng ta cầu nguyện hoài nhưng mà nó không có gì xảy ra, thì bây giờ chúng ta phải công bố bởi đức tin trong cái lời cầu nguyện đó, thực hành đức tin. Chúa Giêsu kêu một người mù là gì? Hãy đi rửa ở ao Siloe. Và người này vâng lời, đi rửa, sao đã được lành. Cho nên có những cái điều là cầu nguyện chưa được lành thì anh em phải hành động của đức tin trong lời cầu nguyện đó thì chúng ta mới được lành. Chúng ta kết thúc bài chia sẻ ở đây, phần thứ hai của vượt Giô-đan. Xin lỗi, chuẩn bị để chiếm sứ hứa, đó là lễ vượt qua. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi bà chị em có sức mạnh trong chiên con của lễ vượt qua, để rồi tôi bà chị em không có một con chiên nào, hay là không có một người nào bị yếu mỏng trong dân Israel cả. Và khi anh chị em bước đi, anh chị em hãy nhớ rằng chỉ có sức mạnh từ Chúa chúng ta mới có bước đi được. Còn nếu anh em nhìn A, nhìn B, nhìn con người, chúng ta sẽ vấp.
chúng ta quyết định không nhìn vào con người. Mới thì chúng ta cần nhìn con người, nhưng mà chúng ta tăng trưởng lên, chúng ta không nhìn vào con người nữa, mà phải nhìn vào Chúa Giêsu là cội rễ cuối cùng của đức tin. Amen. Chúng ta sẽ học cái phần thứ ba chuẩn bị chiếm xứ, đó là phải làm sao có cho được sự hỗ trợ của tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va, chúng ta sẽ chiếm xứ thành công. Xin Chúa ban phước cho tất cả các bà chị em. Bây giờ chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện, chuẩn bị để chúng ta nhận lễ tiệc thánh. Trân trọng kính mời cô mục sư Phạm Thị Liên bước lên đây để cầu nguyện. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng con. Xin mời ban nhạc chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị bài hát cho đến mãi mãi để thờ phượng Chúa. Xin Hội Thánh hiệp ý cùng với tôi trong sự cầu nguyện. Chúng con kính lạy Chúa là cha yêu dấu của chúng con, là đấng Ngài đã đổ huyết ra để tẩy sạch tội lỗi của chúng con, để chúng con được đến gần ngôi ơn phước của Ngài, để chúng con được ở trong sự bảo vệ, chăm sóc và gìn giữ của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài buổi sáng hôm nay đã giúp cho mỗi người trong chúng con ý thức được rằng khi chúng con được ở trong xứ Canaan thì Chúa ơi, chúng con phải là người chủ động để Amen. Chúng con chiếm lấy xứ. Hallelujah. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, xứ mà Ngài đã chuẩn bị, dự bị, sẵn sàng cho chúng con. Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng, đồng hành, đồng công với chúng con trong tất cả mọi sự, để những ngày tới đây là những ngày phước hạnh, là những ngày mà chúng con chiếm lấy xứ, là những ngày mà chúng con gieo và ngày chúng con gặt. Chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Nguyện xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ đóng ấn ở trong mỗi tấm lòng của chúng con, để chúng con nghe và chúng con làm theo lời của Ngài, hầu cho đời sống của chúng con sẽ được phước khi chúng con làm theo lời của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng con, để chúng con không phạm tội cùng Ngài. Chúa ơi, có những sự mà chúng con yếu đuối, ngã lòng, mệt mỏi, thì xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời, quyền năng của Thánh Linh Ngài sẽ vùa giúp chúng con, để chúng con sống một cách mạnh mẽ và đắc thắng bởi lời của Chúa. Những suy nghĩ tiêu cực, những suy nghĩ mệt mỏi, những sự ngã lòng không còn ở trong tâm trí và tấm lòng của chúng con nữa. Và Chúa ơi, thay vào đó là lời của Đức Chúa Trời đầy dẫy ở trong mỗi tấm lòng của chúng con, để chúng con sẽ được mạnh mẽ và sống đắc thắng bởi quyền năng lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Để Chúa buổi sáng hôm nay cũng là một buổi sáng là vui mừng, phước hạnh khi chúng con được ở trong nhà của Ngài, để chúng con được thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, và trong danh của Chúa Giêsu Christ chúng con cũng cầu nguyện chúc phước cho ông bà anh chị em của chúng con một tháng mới, một tuần lễ mới. Chúng con bước đi ở trong lời của Chúa một cách mạnh mẽ, một cách đắc thắng. Chúng con tạ ơn Chúa. Và Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa Ngài chúc phước cho ông bà anh chị em chúng con một tuần lễ mới này được ở trong sự bình an, được ở trong sự vui mừng và phước hạnh mà Ngài đã dành sẵn cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự vinh hiển lên Ngài và hiệp ý cùng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Hallelujah. Xin cô đứng đó. Xin mời cô thêm cô Nguyễn Thị Liên để phân phát tiệc thánh. Cây đâm thâu buồn nơi chén Giêsu. Tất cả chúng ta tin Chúa Giêsu rồi, chúng ta hãy dự tiệc thánh, vì tiệc thánh là hiệp một trong thân của Chúa. Lần tôi trước đi cho cả thế giới tại điều con đến nói chuyện. Hãy subscribe cho
đã xóa hết tất cả lỗi lầm. Giêsu chết thế công lý đã chọn, vì Ngài quá yêu mà lòng vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con mà được sống. Tại này đây, sự yêu thương ở tại đây ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Mọi việc đã được chọn trong Chúa Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa vì thân thể của Ngài bể ra để cho tôi chị em được chữa lành. Xin chúng ta cùng nhau công bố trong danh Chúa Giêsu. Con cảm ơn Đức Chúa Trời. Ngài yêu con. Chết thay cho con.
thân thể Ngài bể ra vì con. Bây giờ con nhận bánh này, biết ơn Chúa, hiệp một trong thân Chúa, truyền rao danh của Ngài. Amen. Xin chúng ta cùng nhau dự bánh. Quyết không có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì dẹp bỏ sự sợ hãi. Vì sự sợ hãi có hình phạt, kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà ghét anh em mình thì kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: ai yêu mà Đức Chúa Trời thì phải yêu anh em mình. Huyết của Chúa đổ ra để cho chúng ta được tha thứ. Vì vậy chúng ta cũng hãy yêu thương anh em để tha thứ nhau trong Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa về chén nước nước nho. Trong danh Chúa Giêsu, con tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi dòng huyết của Chúa Giêsu đổ ra cho nhiều người được tha tội, trong đó có con. Con cảm ơn Chúa. Con giữ chén nước này với lòng biết ơn Ngài. Quyết sự sống của Ngài tuôn chảy trong con, ban năng lực mới cho con. Mỗi bước đi có sự thành công và đắc thắng. Amen. Chúng ta cùng nhau giữ. Tất cả ô tội, tất cả ô tội, con được Chúa bởi ai biết Chúa. Chúng ta cầu nguyện chung: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh điển thuộc về Cha đời đời. Amen. Cảm ơn Chúa.